Xin chào các bạn, mình là Thảo Vy, chuyên viên tư vấn phụ kiện của Triumph Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số món phụ kiện cơ bản của chiếc xe Citroen 2019 kế bên mình đây. Để đảm bảo an toàn cho xe trong quá trình sử dụng, bộ phụ kiện bảo vệ luôn là ưu tiên hàng đầu. Chống đổ sườn phát huy tốt công dụng bảo vệ, làm giảm thiểu các rủi ro đối với hai bên bình xăng và phần thân xe. Chống đổ có hai màu, màu rơm và màu đen. Bảo vệ phục trước được bắt xuyên qua lõi bánh trước, tạo cảm giác cân bằng hơn và bảo vệ phần heo thắng và phục trước. Để bảo vệ phần gầm xe, đặc biệt là phần cắt tay nhớt, cũng như tránh các va chạm đối với phần lốc máy khi xe lên xuống dốc, Triumph thiết kế phụ kiện ốp gầm bằng nhôm với hai màu đen nhám và trắng sáng. Bộ cao su ốp bình xăng bảo vệ hai bên bình xăng, đồng thời tạo độ bám giữa phần chân người lái đối với bình xăng khi xe chạy với vận tốc cao. Đèn headlight chính của xe to tròn cổ điển được thay thế bằng đèn LED sáng hơn và đẹp hơn. Khách hàng cũng có thể tạo thêm độ ngầu cho phần đầu đèn xe của mình với lưới đèn. Bên cạnh đó, phụ kiện lưới đèn có thể giảm những các tác động lớn đối với chóa đèn khi xe chạy trên đường trường. Kính chắn gió che chắn đồng hồ, đồng thời cũng tạo nên độ cứng cáp của xe khi nhìn từ phía trước. Kính còn có thêm lựa chọn màu sáng cao hơn. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể thay thế gương chiếu hậu nguyên bản thành gương gù tròn bắt vào tay lái, tạo điểm nhấn để phần ghi đông gọn gàng hơn. Bô slip-on version 2 được thiết kế ngắn và gọn hơn so với lông bô nguyên bản, là lựa chọn tốt nhất để gia tăng âm thanh dành cho Citroen. Bên cạnh đó, việc thay thế bầu bô zin bằng X-Spy làm lượng hơi thoát ra nhiều hơn, kết hợp cùng với lông bô độ tạo nên âm thanh trầm ấm và lực hơn. Nếu khách hàng lựa chọn một là màu nhôm xước, hai là màu đen nhám, và có thể lựa chọn thêm phụ kiện ốp cổ bô cùng màu. Yên xe là phụ kiện làm thay đổi dáng vẻ bên ngoài khi nhìn vào xe. Yên ngang của Citroen có hai kiểu, sọc kim cương và sọc ngang. Mỗi kiểu có hai lựa chọn về màu sắc là màu nâu và màu đen. Với yên này, người lái có thể cảm nhận vị trí ngồi cao hơn một chút so với yên zin. Tuy lớp nệm không dày bằng yên zin, nhưng với thiết kế đẹp, yên độ vẫn đảm bảo được độ thoải mái cho người ngồi. Nằm trong set tăng tính năng, ba ga sâu được gắn thêm để thuận tiện cho việc chở hành lý khi đi xa, cũng như là bảo vệ phần đèn hậu phía dưới của xe. Ba ga sau với tải trọng 3kg được gắn kèm với tay dắt, thuận lợi hơn cho việc dắt hoặc dời xe. Ngoài ra còn có thêm những phụ kiện khác, khách hàng có thể tự do thiết kế nên phiên bản Citroen của riêng mình. Để tìm hiểu rõ hơn về xe và phụ kiện xe, mời các bạn đến với showroom Triumph. Xin chào và hẹn gặp lại.